rước về cung là ai vậy? Có thật sự là nhân chứng quan trọng không? Hay đây chỉ là kế quản binh của Trần Trung? Ta thật sự thấy lo lắng. Mà sao ông Trầm Ngâm không nói gì hết vậy? Bao giờ Dương Võ xuất cung? Ngày mai. Ta sẽ cho người bám theo hắn. Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Nhưng quan trọng là kẻ xuất hiện này có thể thay đổi cục diện không? Và hắn biết gì về ta chứ? Theo mật báo của lính canh ngục thì kẻ mà Trần Trung sai Dương Võ đi tìm là bạn đồng liêu của ta. Ông nói sao? Ông biết hắn ta à? Ông ta đích thực là cha của Vũ Thị Ngọc Vũ Lan. Không, đó là cái tên giả danh, chứ kỳ thực hắn chính là Đỗ Thi. Đỗ Thi? Đỗ Thi nào? Có phải là tên phó đại nội thị vệ ngày trước không? Chính hắn. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2 vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.